Từ vựng tiếng Hán chủ đề các loại trái cây. Xuấy của Píng của Phú thảo Xi qua Thảo tự Thảo mấy Xiang chiao Bô lúa hoặc phong lý. Chúy tự Lý tự Nín mấn Máng của Phan chía hoặc xi hồng sư. Mù qua Mí hấu thảo Yên thảo Dê tử Hoàng qua Xiang qua hoặc thiền qua. Ha mi qua Nán qua Tung qua Bô lúa mi Liễu lén Shan chú Yêu tử Yu mi La jiao Tian jiao Hua sheng Shi zi Li zhi Long yan hoặc Quỳ yuan Bản li Phan shi liu Lan mei Wu hua guo Yang tao Li zi Yao guo Hứa thảo Nải yếu của hoặc ưa lý. Hùng máu tan Hùa lũng của Liên u Níu nái của Tải xiang của hoặc xi phan liên. Phan li chư hoặc chúa thấu của. Xoan chảo Khổ qua Và bài học của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bài học sau. Đừng quên bấm nút đăng ký để cập nhật thêm nhiều bài học bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.